Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lão Tử và đây là chợ thủ đô, chợ thủ đô về đêm với những cái hàng quán ăn uống nhỏ nhỏ nhưng mà không có quá nhiều. Và nơi đây là giao lộ Lão Tử và Châu Văn Liêm. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về tòa nhà Garden Mall, tòa nhà Thuận Kiều. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Lão Tử và đi đến cái phố lồng đèn Lương Như Học. Thì hôm nay em dẫn bà con mình chúng ta cùng lang thang ở cái khu phố lồng đèn để xem những cái hình ảnh về một con phố nổi tiếng ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn này về đêm như thế nào ha. Với con đường Tổng đốc Phương ngày xưa thì ngày nay cũng có rất là lớn. Chúng ta đợi xe bắn mình qua đường nha. Và ở đây qua đường hơi bị khó khăn, đông quá. Hôm nay Chợ Lớn đông như là đông như hội vậy đó. Ở đây ngày rằm thì sẽ rất là nhiều người đi chùa và ngày mai chùa sẽ đông. Những người ngoài những người đi chùa thì có những cô bán hoa, bán bông, bán nhang ở trước cửa chùa Quan Âm. Lúc này mấy anh ráp chạy xe là đón khách mệt mỏi luôn nè. Nội đi kiếm khách không cũng mệt đó. Nói em đang đứng đây, em đang đứng đằng kia, nhìn qua nhìn lại một biển người như thế này. Người thì đi chơi, người thì bán buôn. Một cái hình ảnh trái chiều hòa nhịp vô không khí Tết Trung Thu này. Em nhỏ có lồng đèn. Đông đúc như thế này thì bà con mới bán buôn được ha. Mình cũng phải thông cảm cho họ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lão Tử và đây là chợ thủ đô, chợ thủ đô về đêm với những cái hàng quán ăn uống nhỏ nhỏ nhưng mà không có quá nhiều. Và nơi đây là giao lộ Lão Tử và Châu Văn Liêm. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về tòa nhà Garden Mall, tòa nhà Thuận Kiều. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Lão Tử và đi đến cái phố lồng đèn Lương Như Học. Thì hôm nay em dẫn bà con mình chúng ta cùng lang thang ở cái khu phố lồng đèn để xem những cái hình ảnh về một con phố nổi tiếng ở khu vực Sài Gòn Chợ Lớn này về đêm như thế nào ha. Với con đường Tổng đốc Phương ngày xưa thì ngày nay cũng có rất là lớn. Chúng ta đợi xe bắn mình qua đường nha. Và ở đây qua đường hơi bị khó khăn, đông quá. Hôm nay Chợ Lớn đông như là đông như hội vậy đó. Ở đây lúc nào cũng nghe tiếng xe cấp cứu não nề. Rồi chúng ta đi vô để xem hình ảnh khu vực phố lồng đèn như thế nào ha. Thấy rồi. Quá quá trời đông. Bên cạnh những người đi chơi, đi lễ, đi hội thì cũng có những cái những người mua gánh bán bưng thảo tầng lo cái cuộc sống. Đây chúng ta thấy những cái xe hủ tiếu nè, hủ tiếu xào, mì xào, này là ốc. Và ở đây có ngôi chùa, đó là chùa Quan Âm.
và con hẻm này đó là hẻm số 36, bán bột chiên nè. Những nhà ở đây đa phần là người Hoa, cộng đồng người Hoa sinh sống, nên mình nhìn thấy một cái không gian nó hơi cũ cũ, và cái gì đó cũng hơi tĩnh lặng. Những con hẻm đi vô dãy chung cư ở trên rất là xưa cũ à. Ở đây ngày rằm thì sẽ rất là nhiều người đi chùa, và ngày mai chùa sẽ đông, và những người ngoài những người đi chùa thì có những cô bán hoa, bán bông, bán nhang ở trước cửa chùa Quan Âm. Đó, chùa Quan Âm nè, ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp, rất là lạ, rất là xưa, rất là cổ. Hội quán Ôn Lăng, hai bên đều là chùa. Ở chợ lớn này thì nổi tiếng rất là nhiều chùa chiền đó, có thể chùa Quan Âm mà. Nhân đây thì cũng cầu xin cho tất cả bà con mình lúc nào cũng luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Cầu xin Đức Mẹ Quan Âm. Và ở đây có những cái quán cà phê, rồi những cái du khách, những cái em nhỏ đi chơi lồng đèn nè. Mình sẽ đi thoáng qua thôi, tại vì khu này cũng đông đúc tấp nập lắm. Mà ở Sài Gòn thì nơi nào đông đúc thì nơi đó cũng phức tạp. Hàng quán ăn uống, ở đây là quán cà phê nè. Mấy lúc này mấy anh ráp chạy xe là đón khách mệt mỏi luôn nè. Nội đi kiếm khách không cũng mệt đó. Nói em đang đứng đây, em đang đứng đằng kia, nhìn qua nhìn lại một biển người thế này, lấy đâu mà tìm. Quá trời đông. Ở đây là bánh bánh tráng nướng. Ba bể. Đây là bò lá lốp, đây là kẹo, kẹo kéo, bò bía. Kẹo, kẹo bông, kẹo bông gòn đó. Quá trời đông luôn. Những cái lồng đèn nè đó. Đông không tưởng. Và đây là món gì đây? Cái đường đi leo núi á. Bánh tráng nướng luôn. Có phải nướng ăn hả?
người thì đi chơi, người thì bán buôn, một cái hình ảnh trái chiều hòa nhịp vô không khí Tết Trung Thu này. Nhìn thấy người là ngợp luôn, định mua cho bạn đồng nhỏ cái lồng đèn nhưng mà thấy kiểu này là thấy thôi rồi. Chúng ta chỉ đi qua đây là thấy mệt rồi. Những cây dù nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng mà nhờ đông đúc như thế này thì bà con mới bán được ha. Cũng cầu cho mọi người mua may bán đắt. Nước sầm mới lao bông cúc. Quá trời. Cả viên chiên. Hôm nay phố này thì không có chạy xe máy, chỉ đi bộ thôi. Bánh mì thịt nướng. Bỏ lố vào lô đi. Thơm quá. Và nơi đây bên kia là kem cuộn Thái Lan rồi cá viên chiên, những cái món ăn vặt thôi. Còn đây là đường Nguyễn Trãi, giao lộ Nguyễn Trãi và Lương Như Học. Bên kia rất là đông. Em nhỏ có lồng đèn. Tới đây nè. Rồi qua đường. Lọc mọi người rồi. Quá trời. Đông như thế này thì con nít đâu có chơi được nên đổ mồ hôi luôn. Quá trời đông. Rồi, cho qua luôn. Chờ, xem em meo được mặt ở đây không thoáng đỡ rồi. Quá trời đông. Ở
nó già rồi sao, thấy chỗ đông mà thấy khó chịu. À, chỗ này thì có gió mát một tí. Tại sao người lớn lại đi chơi gì? À, nhìn qua nhìn lại nhìn thấy người lớn còn đông hơn con nít nữa. À, hai phụ huynh mà nhiều khi không có một cái em bé nào luôn. À, đây mùa lồng đèn rất là đông luôn nè. Bây giờ thôi chúng ta đi ra và kết thúc video tại đây nha. À, đông quá chịu không nổi. Là một cảnh tượng ngợp người. Quá ngợp. Quay anh. Quá. Ngợp quá. Quá. Trời ơi, lại cũng nét nữa. Phải không, phải không? Anh có chơi YouTube không? Có, có. Trong đây đông hơn nữa nè. Đó. Rồi mình kiếm đường ra thôi, quá trời à. Trời ơi, người lớn không. Chúng mới bọc đường kia về. À, định đi mua lồng đèn cho thằng con nhưng mà thấy vậy thôi chúng ta đi về luôn rồi. Quá trời. À, con nít thì đông mà người lớn thì nhiều. Rồi chúng ta ra đây là đường Trần Hưng Đạo. Và chúng ta sẽ tạm dừng video tại đây ha. Một hình ảnh rất là đông vui tấp nập. Đông đúc như thế này thì bà con mới mới bán buôn được ha. À, cũng phải thông cảm cho họ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, chúng ta sẽ tạm dừng video tại đây. Một số hình ảnh ở khu phố Lồng Đèn, Lương Duy Hồng, ngày lễ Tết Trung Thu. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Em mới nhớ vị trí mà mình gửi xe ở đâu này đây. Đây. Ở đây nè, là